Xin chào các bạn nha. Hôm nay ba mẹ con mình sẽ đi lên quán ở Bắc Linh, nhà dì. Thì mình mới hai trường theo chân mình và ba mẹ con mình nhá. Sang lễ thì không sang. Sang rồi đi nó còn rồi. Xe này ngồi được thì ngồi được. Nghe đang chuẩn bị đồ nghề để di chuyển xuống spa. Hôm nay đẹp ngày cho nên là cháu nhiều đồ lắm, vẫn phải hạ hai đến sau. Mọi người nha, đây là đang ông ngoại đi ở riêng nha. Chuyển đồ chuyển điếc để đi ở riêng. Người chỉnh chuyển đồ này. Đây, cầm đắt xuống sông hả? Đây. Chắc là mình ngồi có thằng này ngồi xuống đi ngồi. Vâng. Chồng nhà nó đi xe máy hết đấy gì? Vâng. Cầu đa tấu gì? Đa cấu. Cầu sắt đa cấu. Thôi lên chúng mày nhét vào rồi, chúng mày nhét. Chồng lên nhau mà ngồi. Cái này còn cái tháo. Ngồi thì cháu ngồi thì vào đi. Đây ngồi ghé ngồi. Thần tài thổ địa tiếp lộc tiếp phúc cho gia chủ làm ăn để được hạnh thông đắc lộc đắc tài gặp may gặp bán.